Cậu ở trong ngôi nhà ma ám này hả? Ba cái chuyện mê tín dị đoan tào lao thì tôi không tin đâu. Tôi có thể khẳng định được, đó chính là ngôi nhà này chính xác là bị ma ám. Mình thật sự không nhìn thấy cô ấy. Ma. Mà chết đi, ở đây hoài vậy? Cô nghĩ cô thích bị giam trong căn nhà của mình làm sao? Rồi nhìn người khác sống, còn tôi thì không. Ok. Thế là giờ tôi đang cố gắng tạo ấn tượng tốt ở trường, năng lực của anh sẽ có. Như vậy có nghĩa là, như thế có nghĩa là. Cao Minh à? Muốn được đi học một cách yên ổn thì đừng làm tôi khó chịu. Phù thủy, đừng nghĩ là có thể bỏ bùa hại được tôi. Cô không bao giờ coi tôi là con người sao? Cậu có biết cái cảm giác mà khi bị người khác đạp xuống, khi mà ngước lên, tất cả mọi người đều đang cười nhạo mình. Cái thời chiến tranh loạn lạc đó, tôi đã từng trải qua nó. Hơn gió về, mang theo hơi sương, cho em chút lại. Hơn gió rừng anh ta đang đứng bên đây nè. Đâu? Ờ, bên này. Bên này à? Cảm ơn anh vì đã hiện diện nha. Tôi bắt đầu thích cô ta rồi đấy.